It's okay to be scared. We just have to do it. Ok, đó, mọi người có thể giọng của chị rất là dễ nghe. Và quan trọng nhất là cái độ nhấn nhá, mọi người học cái cách nhấn nhá của các bạn đó. Thì hiện giờ thì ở đây mình có nhận xét một số lỗi cơ bản mà các bạn đều gặp phải, thông thường mọi người hay gặp phải. Thứ nhất là mọi người rất hay quên âm cuối. Khi mà chúng ta đọc ấy, chúng ta đọc chậm thôi. Vì đây là một bài để giúp cho chúng ta xử lý được những cái âm mà nếu đọc nhanh là hay quên á. Ví dụ mình sẽ có cái từ thay đổi ý, change. Cái âm ch này hạ cằm xuống, đây là cái âm hạ cằm. Miệng của chúng ta sẽ cần phải giúp mình hạ xuống. Đó, và nhớ là đừng bỏ quên cái âm cuối nhá. Thứ hai đó là từ fine. We are going to be fine. Thì thông thường mọi người cứ đọc là fine. Thì mọi người phải lưu ý là cho dù âm n là một cái âm cuối rất là nhẹ thôi, nhưng nó không bỏ được đâu nhá, và nó rất là quan trọng. Tiếp theo là ví dụ như là gì, as you said, d, những cái âm d đấy mọi người cũng phải đọc, chịu khó giúp mình. Đó là những cái lỗi sai rất cơ bản mà thông thường bạn nào cũng gặp, là rất hay bỏ quên âm cuối. Ngoài ra nữa đó là các bạn hay quên đối âm, ví dụ như là it's okay đối âm cho mình nhá, hay là it is okay, this is for you. Những cái phần đối âm như thế các bạn chịu khó. Thì một số bạn ở đây mình đã có nhận xét cho mọi người từng bạn rồi đấy, thì các bạn chịu khó đọc cái phần comment của mình nhé để sửa cho mình. Và lưu ý cho mình có một cái từ gì nhỉ? But I know, thì cái từ know đấy sao một số bạn lại đọc là I know nhỉ? Thì nhớ cho mình là nếu như chúng mình chưa chắc thì các bạn phải tra từ điển trước khi mà đọc nhá. Rồi, và có vẻ như hôm nay chúng ta đang chưa có ai live stream hộ mình, nhưng mà đã có một bạn nào đó đã record. Vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu với cái buổi học của ngày hôm nay luôn mọi người nhá. Ok, thì bài tập về nhà của lớp chúng mình của tuần trước thì các bạn đã làm rất là tốt rồi, và mình đã có nhận xét cho mọi người. Bài tập về nhà của tuần này thì chúng ta sẽ làm với bài là học sinh mới. Đó, mọi người phải phải mute đi, mọi người phải mute cho mình đi nhá. Phải mute hết cho mình đi ạ, nếu không thì nó rất là ồn ạ. Đấy, thì đây chính là bài tập về nhà của chúng ta trong tuần này, một cái bài phát biểu của Taylor Swift rất là truyền cảm hứng mọi người nhá. Chúng mình sẽ xem với Taylor Swift, cô ấy thắng giải 3 hay 4 lần giải Grammy thì phải. Đấy, rất là giỏi, và gần đây nhất thì cô ấy vừa mới nhận bằng tiến sĩ về ngành nghệ thuật. Đấy, fine arts. Thì mình nghĩ là đây cũng là một trong những cái idol của giới trẻ mà chúng ta sẽ nên học hỏi theo, luôn luôn nỗ lực, luôn luôn cố gắng và đạt được những cái thành công trong cuộc sống. Thì mình sẽ cùng nhau xem Taylor Swift với bài phát biểu của chị ấy nhé. And you don't let those people sidetrack you. Someday when you... And as the first woman to win Album of the Year at the Grammys twice, I want to say to all the young women out there, there are going to be people along the way who will try to undercut your success or take credit for your accomplishments or your fame. But if you just focus on the work and you don't let those people sidetrack you, someday when you get where you're going, you'll look around and you will know that it was you and the people who love you who put you there. And that will be the greatest feeling in the world. Thank you for this moment. Okay, đấy là một cái đoạn của Taylor Swift, và các bạn nhớ duet cái phần này nhá. Chị nói rất là chậm thôi, nhưng mà mình nghĩ là cũng là một trong những cái bài học mà mọi người có thể thấy là chị có chia sẻ cho chúng ta. Thì đây là bài tập về nhà của lớp chúng mình, bài số 6. Okay? Thank you everybody. And now this is our lesson 6. Chúng mình sẽ quay trở lại với bài học chính của ngày hôm nay, bởi vì cũng có rất là nhiều từ vựng mà các bạn sẽ cần nắm. Và mọi người nhớ là chuẩn bị cho mình cái bút và một cái cuốn sổ để chúng ta nốt lại nhé. So could you please help to prepare yourself with a notebook and a pen? Because we're having, wow, so many new words and nice expressions today to describe a person. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau học những cái từ vựng để mô tả với người. Và những cái từ vựng này thì mình nghĩ là nó rất là hay, và đôi khi sẽ là mới với các bạn đấy. Bởi vì chúng ta sẽ học thiên về cụm từ vựng và thiên về những cái thành ngữ và cách mà người bản xứ hay dùng để mô tả người. Okay? Và chủ đề của hôm nay sẽ là neighbors, hàng xóm mọi người nhé. Nào, thế thì trước hết có rất là nhiều bài tập để share cho mọi người cùng làm. Nhưng mà chúng mình sẽ có cái game rất là vui ở phía dưới, nên các bạn phải nhanh tay và nỗ lực giơ tay cùng với mình để chúng ta tiết kiệm được cái thời gian học từ vựng mới, và sau đó thì tập trung vào làm bài tập và chúng mình có thể luyện speaking nữa nhá. Now, I need some people raising your hands, and I would love to call one of you guys to speak out loud new words. Oh, wow. So I can see that we have let me see, we're having 6 people here raising your hand. Thank you. Oh wow, impressive. And now why don't I just invite one person? Okay, what about you, Mia? Hi Mia, can you unmute yourself?
Rồi Mi ơi, giúp cô nhá. Bây giờ cô sẽ có một số từ vựng hay để em mô tả về người. Và những cái từ vựng này thì nó dùng rất là tốt. Em hãy chịu. Bạn host đang mute. Ừ rồi ok rồi, cảm ơn bạn host nhé. Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau. Hello, mọi người có nghe thấy mình không nhỉ? Rồi đúng không ạ? Rồi tại vì mình thấy có cái gì không biết là ai đang unmute. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu với phần đầu tiên của Mia. Cô là một người rất là đặc biệt. Thì thay vì nói là cô ấy là một cái special person, thì ta sẽ có một cái cụm từ rất hay để mô tả một cái người và tính cách rất là đặc biệt và thường theo ngữ rất là tích cực nhá. Tức là, ôi anh ấy kiểu rất là đặc biệt và thu hút được cái sự chú ý của nhiều người chẳng hạn ấy. Thì mình sẽ nghe này. She's got so much personality. Rồi, xin mời Mia nào. Hello Mia. À, ok, vậy thì Mia chưa được unmute. Cô mute lại nhá. Ok, Mia nói đi em. Em được mở mic rồi đấy. Em giúp cô nào. She got so much personality. Để mic sát miệng giúp mình nào. Và từ personality, cho âm từ viết số 3. Person, giờ nhẹ thôi ạ. Đừng đọc là person nhá. Đọc lại nào. Personality. Personality. Chính xác luôn. Khi em đọc theo anh Mỹ thì chữ T á, nó được kẹp giữa hai cái nguyên âm, nó chuyển thành đờ. Đọc là personality. Personality. She's got so much personality. Đấy là một cái cụm từ rất hay để mô tả người. Nào, thỉnh thoảng thì cô ấy rất là khó tính. Thỉnh thoảng không biết làm sao mà kiểu khó ở ấy. She's a bit difficult at times. Rồi, xin mời. She's a bit difficult at times. Chú ý cho cô là âm she. Đây là sờ nặng, phải đọc là she's a bit. Nối âm nhá, đọc lại nào. She's a bit difficult at times. She's a bit difficult at times. Đọc lại cho cô âm sờ nặng. She. She's. Đúng rồi, đọc chậm nối âm đi nào. She's a. She's a. But. But. Vì sao cái từ này đọc là but? Bởi vì nó là âm y ngắn ý. Mình sẽ để lưỡi giữa miệng và mình sẽ đọc hơi mình sẽ đọc hơi ư một chút ra. Nhưng nó không phải là ư đâu, nó là đồ bật của lưỡi mọi người nhá. She's a but. Đấy, thì không đọc là she's a bit. Không phải là y dài đâu nhá. Từ difficult này em giúp mình là âm tờ em phải bật ra đi. Difficult. 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 Ok. Và cong lưỡi lên nhá. Thỉnh thoảng cô hơi khó ở tí thì đấy. Khó ở trong tiếng Anh dịch như nào thì nó dịch như thế mọi người nhá. Nào, cô ấy không dễ dàng để làm thân đâu. She isn't easy to get on with. She isn't easy to get on with. Ok, và nhớ cho mình she, em đọc chậm để sửa đi ạ. She isn't. She isn't. Easy to get on with. Easy to get on with. Ok, rồi, và bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo ạ. She isn't easy to get on with. Thank you. Và bây giờ chúng mình cùng nhau đến với phần tiếp theo nhé. Cô ấy là cái người mà có khiếu hài hước tuyệt vời. She's got a great sense of humor. She's got a great sense of humor. Ok, rồi ạ. Và bây giờ mình sẽ thấy là cái khiếu hài hước đúng không? Nói em chút cô nào. Sense of humor. Sense of humor. Ok. Sense of humor. Rất là tốt ạ. Là người rất là hay gây khó chịu với người khác thì mình sẽ nói như nào ạ? She's a bit of a pain sometimes. She's a bit of a pain sometimes. Okay. Thank you. She's a bit of a pain sometimes. She's a bit of. Thường cái cấu trúc she's a bit of cộng với một cái cụm danh từ để giảm nhẹ cái điều đó nhé. Vì a pain là một cái điều nó gây khó chịu ý, là một cái điều rất là tiêu cực. Thì em muốn giảm nhẹ đi thì em thêm cấu trúc là she's a bit of cộng với cái danh từ phía sau là được nhé. Cô là người rất là vui vẻ ạ. She's great fun. She's great fun. Ok. Ok, she's great fun. Thank you. Cô là cái người khiến người khác khó chịu. She can be a pain in the neck. She can be a pain in the neck. Ok, đúng rồi. A pain tức là một cái nhọt hay là cái gì đó khiến cho mình đau nhá. Neck tức là cổ ấy ạ. Đấy, cái vết đau ở cổ là cái điều khiến cho tôi rất là khó chịu. Vậy thì cô ấy là cái người khiến tôi khó chịu nhá. She can be a pain in the neck. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Vậy thì chúng mình sẽ cùng nhau di chuyển bạn tiếp theo nhá. Thank you, Mia. Nào, bây giờ mình sẽ đến với một số bạn giúp cô đã giơ tay. Thì mình sẽ nhờ chị Hòa ơi. Giúp em phần này nhá. Chúng ta sẽ mở mic cho chị Hòa. Chị giúp em với... Ok, cô ấy là cái mẫu người mà tôi thích. Đó, thì nói nào. She's my kind of person. She's
She's my kind of person. Yeah, she's my kind of person. Anh ấy rất là hay nói dối ạ. He's a terrible liar. He's a terrible liar. Thank you. Okay. Cô ấy là người chuyên đi buôn bán dưa lê. À, buôn dưa lê vậy trong tiếng Anh nói nào. She's a terrible gossip. She's a terrible gossip. Okay, gossip thường với cái nghĩa là gì ạ? Một cái động từ tức là hay kiểu tám chuyện ấy, nhưng mà nó cũng có nghĩa là danh từ là một người hay tám chuyện ạ. She's a terrible gossip. Mấy cái bà gọi là loa phường ấy đúng không? Hay là loa phường chạy bằng cơm thì mình sẽ có là she's a terrible gossip. Cũng là cái người hướng ngoại thì nói nào? She's quite an extrovert. She's quite an extrovert. Okay, she's quite an extrovert. She's quite an extrovert. Quite an extrovert. Yeah, extrovert. 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 Okay. Tiếp ạ. Chảnh chọe và tự cao tự đại thì sao ạ? He's such a big head. He's such a big head. Such sao nhẹ thôi ạ. He's such a big head. He's such a big head. Yeah, he's such a big head. Tức là cái người chảnh chọe, tự cao tự đại. Tiếp ạ. Rất là He's such a coward. Từ này hơi đó khó đọc một chút ạ. Coward. He's such a coward. Such sao nhẹ thôi ạ. He's such a coward. He's such a coward. Coward. Such. Okay, he's such a coward. Tức là một cái người he's such là... a coward. Và chữ V kép bị nuốt đi hoàn toàn ạ. Coward. Coward. Okay, rất là nhút nhát luôn. Tiếp theo ạ. Anh ta không coi ai ra gì cả. Không coi ai ra gì cả. He's such a snob. He's such a snob. Yeah, he's such a snob. Snob. Không coi ra gì. Mấy cụm rất hay, chỉ thích xem TV thôi và lười làm việc nhà rồi là lười học hành cái thứ. He's such a couch potato. He's such a couch potato. Yeah, he's such a couch potato. Couch là cái ghế bành mọi người. Đây cái ghế bành đây này. Và potato là cái củ khoai tây. Ý là cái củ của cái người mà chỉ gì, suốt ngày ngồi trên cái ghế bành ăn vặt khoai tây rồi xem phim các thứ. Đấy, thì người ta gọi là couch potato, rất là lười vận động, chỉ thích xem phim thôi. Tiếp theo ạ, một cái người rất là hài hước thì sao? Chúng mình sẽ có một cái từ này ạ. She's such a laugh. She's such a laugh. Yes, she's such a laugh. Laugh là một danh từ, tức là cái người mà rất là hài hước. Đó, vậy thì đây là 16 cái cụm từ vựng đầu tiên của chúng ta nhé mọi người nhé. Thì bây giờ chúng mình sẽ di chuyển rất nhanh và cho các bạn làm phần bài tập. Mình lưu ý cho mình là chúng ta không học để đấy đâu ạ, mà chúng ta dùng những cái này để chúng ta mô tả về hàng xóm, về một cái người hàng xóm đấy. Nên mọi người phải hiểu là cái hướng đầu tiên của chúng ta và cách tiếp cận đầu tiên cho một cái topic là các bạn cần phải học từ vựng. Nên là mọi người đừng có ngồi chỉ có ngồi nghe, sau đó mọi người sẽ bị ngáp nhá. Mọi người phải ngồi đọc theo ấy ạ. Các bạn hiểu không? Mọi người phải nỗ lực hơn trong cái việc học đi. Mình đang thấy một số bạn bắt đầu ngáp rồi đấy. Mà ngáp là sao? Là tức là các bạn phải chịu khó, các bạn phải đọc theo đi ạ. Và chúng ta không học từ vựng để đấy mà dùng để tí nữa cho vào phần speaking. Nếu mà bây giờ mình không dạy từ vựng trước thì tí nữa các bạn vào phần speaking các bạn không có cái để nói hay. Nếu mọi người hiểu lưu ý cho mình phần đó. Ok, và bây giờ chúng mình thử xem nhá. Nào, và bây giờ các bạn thử giúp mình bây giờ cái bài tập 1 đó là Is it a positive or negative comment? Đây là những cái lời nhận xét về một người nào đó. Theo mọi người đây là những cái nhận xét tích cực hay tiêu cực về một người nào. Thì các bạn chỉ cần giúp mình đó là các bạn cho mình là positive hay negative nhá. Mình xin mời Charlie nào. Number one, ok. Cho mình hỏi, is it a positive or negative comment? Positive. Positive, ok. What about the second one? Please repeat again. Ok, so number one, she's got so much personality. It's a positive one. What about the second one? She's a bit difficult at times. Negative. Negative. What about she isn't easy to get on with? A negative. Okay, she got a great sense of humor. Positive. She's a bit of a pain sometimes. A negative. Okay, she's great fun. Positive. She can be a pain in the neck. A negative. She's my kind of person. Positive. Okay, so Charlie, tell me, if I want to describe a person that I want to play with, to be with, what is the phrase that I can use? To be with. Okay, number three. She's a person that I love to be with. I like to be with her. Tôi là cái người rất là thích chơi cô ấy. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái từ nào để mô tả một trong những cái này nói em? My kind of person.
person. Exactly, she's my kind of person. Tôi rất là thích chơi với người đấy. Thì mình sẽ nói, yeah, wow, she's actually my kind of person. Vì sao mình giải thích thì sao? Đó, thì mình sẽ có thể là, mình hỏi là, what do you like about your neighbor? Bạn thích hàng xóm của mình như thế nào? Để em có thể dùng câu đấy để mô tả. Đó, và vì sao mình lại thích chơi cô đấy? Bởi vì là, okay, so she's, she always makes so my personality laugh. Yeah, she always make me laugh. What is the phrase to describe a person who can make you laugh? Yeah, okay. Cái người nào mà mình hay kiểu làm cho mình hay cười phá lên ấy, thì cái người đấy họ phải thế nào thì họ mới có thể làm mình cười phá lên nhỉ? Cái gì sense of humor? Trên màn hình đọc to à? Không nhìn thấy trên màn hình à? She got a great sense of humor. Exactly. Okay. Yeah. Now, so she's such a special person. Special one. She got so much personality. Yeah, she got so much personality. Okay, and sometimes she's a bit annoyed. She great fun. No, okay. Những người làm khiến cho mình cảm thấy khó chịu ấy. She's a bit difficult at times. Or she is a pain in the A pain sometimes. A pain in the she's neck. A bit sometimes. Vậy thì các bạn lưu ý là so she's sometimes she's a bit annoying, she makes me feel annoyed. Tức là cái người làm cho mình kiểu cảm thấy khó chịu ấy, thì mình sẽ dùng cái từ a pain in the neck để mô tả. Thank you. Rồi, vậy các bạn lưu ý cho mình là những cái từ này rất hay để mô tả về hàng xóm của chúng ta nhé. Và chúng mình di chuyển đến khu vực này để thử xem là liệu vừa nãy các bạn học xong thì các bạn có nhớ được không? Nào, cho mình hỏi bạn phần tiếp theo nhá. Mình sẽ nhờ chị Hannah giúp em ạ. Okay, so you might see there are 8 different kinds of people here on the screen. Okay? Now, can you tell me a person who makes you laugh? Yeah, okay. So out of 8 expressions here, can you choose one? Chúng mình có 8 cái từ này đúng không? Yeah, a laugh, chính xác luôn ạ. Okay? Now, I would love to describe a person who likes to sit in front of the TV, watching movies all the time. Couch potato. Okay. So someone who likes to be around people, who likes to talk to people. An introvert. Okay. Thank you. Okay. And someone who likes to talk behind your back, always say bad things about you. Cái người mà lúc nào hay nói xấu sau lưng, hay nói kiểu những cái điều xấu về mình ấy, thì cái người đấy như nào? A gossip. Okay. Nào mà bây giờ chúng mình thử nhá. Chị sẽ điền cho em xem và các bạn khác cho mình comment vào phần chat box xem là các bạn liệu có nhớ được từ vựng mà chúng ta vừa học hay không nhá. Number one, you shouldn't believe a word Justin says. He's such a terrible liar, chính xác, terrible liar, chính xác. Vậy mình sẽ điền ở đây là một cái người rất hay nói dối đúng không? Hay nói xạo đấy mọi người ạ. Thì mình sẽ là gì? Không nên tin về cái lời nói của anh ta. Shouldn't believe a word somebody says. Đấy, các bạn lưu ý những cái expression này các bạn có thể học thuộc lòng luôn đúng không? Ví dụ hỏi là hàng xóm của anh có điểm xấu gì? Thì bảo ôi, nói xạo lắm, không nên tin đâu. Đấy, thì mình sẽ dùng những cái từ đó. Okay, now what about the second one? She's always talking about everybody else in the office. She's a terrible gossip. Yeah, terrible gossip. Okay, mọi người trong lớp, các bạn hãy chịu khó giúp mình comment vào cho nhớ nhá. Number three, what about this one? He's got hundreds of friends. Anh đã có hàng trăm bạn bè. Quite an extrovert. Yeah, extrovert. He's quite an extrovert. Rất là tốt ạ. Okay, number four, he never stops telling people how wonderful he is. A big head. Okay. Kiểu hay khoe khoang rồi là hay kiểu gọi là chỉ luôn luôn là gì ạ? Rất là quá đỗi tự tin bản thân mình đúng không? Big head. Yeah. Okay. What about number five? You can't keep running away from your responsibilities. Mà không thể nào mà cứ đi tránh những cái trách nhiệm của mình như vậy. Phải không? Phải trách nhiệm. Ok, vậy mình sẽ có từ coward. Cái kẻ nhút nhát đúng không? Hay
đổ trách nhiệm cho người khác, và mình sẽ có đó là cụm từ coward, và cụm rất hay mình học hôm nay đó là run away from your responsibilities. Rồi, bạn không thể chạy trốn trách nhiệm của mình như thế được. Yeah, okay. Now, what about the next three ones? Chúng ta sẽ có câu tiếp theo. Just because Dave, just because Dave didn't go to university doesn't mean he's any less intelligent than you. Okay, don't be such a snob. Rồi, okay, chính xác, snob. Rồi, vậy thì mình sẽ thấy rằng từ snob đúng không? Luôn luôn kiểu khinh người khác, không coi trọng người khác thì người ta gọi là snob. Không có nghĩa rằng anh Dave không đi học đại học có nghĩa là anh ta kém thông minh hơn anh đúng không nhá? Number 7, Emma's husband such a he just sits around all day watching TV. Couch potato. Yeah, Billy knows hundreds of jokes. He's such a big fun. Big fun, great fun, hoặc là a laugh. Chính xác ạ. Anh ta biết hàng trăm câu chuyện vui đúng không? Vậy anh ta là một cái a good laugh. Rồi, vậy thì các bạn có thể thấy rằng là đây là những cái cụm từ rất hay mà các bạn hãy dùng để mô tả người được nhá. Thì mình đã xử lý xong với cái đoạn đầu tiên. Vậy mọi người có thể thấy rằng là tốc độ học của chúng ta ấy, thì quan trọng là mọi người hãy tập trung và chỉ có đọc theo đi. Nếu không là chúng ta sẽ thấy là ui lại nhiều từ vựng quá lại không nhớ hết nhá. Thank you. Now, move on to the second part, okay? I would love to give you some word pairs to describe a person. Chúng mình sẽ đến những cái cặp từ nhá. Và nó có nghĩa là opposite meanings, tức là những cái cặp mà nó nghĩa đối lập với nhau ấy. Thì theo mọi người đối lập với hài hào phóng là gì và cách người ta nói trong tiếng Anh ra sao? Mọi người cố gắng nhé. Chúng mình sẽ đến với bạn tiếp theo. Dinah, hello. Dinah giúp cô nhé. Anh ấy rất là hào phóng. Nó cái người rất là hào phóng, phóng thì người ta nói nào? He's really generous. Yeah, he's really generous. Now, in the opposite meaning, cùng đối ngược với nó thì là người keo kiệt. Ta nói sao? He's much too mean. Yeah, he's much too mean. Chính xác luôn. Cặp số 2 nhá. Rất là chăm chỉ ạ. She's very hard working. Đối lập với nó là người lười nào. She's so lazy. So Dinah, a person who likes to sit in front of the TV, watching movies all day. How can I call him? He's such a couch a potato. Exactly, a couch potato. Couch là cái ghế bành nhá, potato là củ khoai tây. Em cứ hình dung là mình cứ ngồi ăn bim bim khoai tây xong mình ngồi trên ghế bành xem TV, rất là lười vận động, rất lười làm việc, chỉ thích xem phim thôi. Đấy gọi là a couch potato. And that kind of person is so lazy. Đúng rồi. Nào, thoải mái và thân thiện ạ. Rất là kiểu thoải mái khi mà xã giao lưu với người khác. She's very outgoing. Đối lập với nó chúng mình sẽ có cái từ nhút nhát thì sao? She's so shy. Yeah, người ung dung tự tại, thoải mái, không có gì cứ phải lo lắng làm gì cả. He's a very easygoing sort of guy. Vậy thì em lưu ý cho mình nhá, guy là chỉ gì ạ? Đàn ông nhá. Nên là mọi người nhớ là anh chàng nào đó thì dùng guy thôi. Còn nếu như cô gái thì chúng mình thay bằng girl, ok? Hay là sort of person cũng được. Thì bây giờ mình có cấu trúc như này ạ. He's a very cộng với tính từ sort of guy. Tức là anh ta là cái người như nào đó. Đấy, các bạn lưu ý cho mình cách mà người ta dùng trong trong câu nhá. Thì đây là một cụm rất là xịn sò. Mọi người nốt lại cho mình. Và đối lập với nó thì luôn luôn rất là căng thẳng, luôn nào cũng rất là stress. Thì chết rồi đấy. Thì cái từ đấy nào. He's very tense. Yeah, he's very tense. Tense, đúng không? Rồi, tiếp theo nhá. Vui vẻ nào. He's such a cheerful little boy. He's such a cheerful little boy. Ok, đối lập với nó thì sao? Lúc nào cũng kiểu trông rất là khốn khổ, thống khổ. Lúc nào cũng nhìn mệt mỏi rồi là không mấy vui vẻ. Thì chúng ta dùng từ gì ạ? He's so miserable. Yeah, miserable. Từ này có 3 âm tiết thôi, đọc lại cho mình ạ. Miserable. Từ này rất là dài nhá. Không đọc là miserable đâu ạ. He's so miserable. Trong lúc nào cũng rất là kiểu khổ sở, không vui vẻ thế nào cả. Tiếp theo nhá. Vậy thì đây chính là những cái cặp từ mà mình vừa mới hướng dẫn cho mọi người. Có cái nghĩa đối lập đấy mọi người. Các bạn cố gắng để chúng ta thử làm bài tập để nhớ bài nhá. Thì bây giờ mình thử xem với phần này thì có bạn nào muốn giơ tay để thử nối giúp mình được không?
Now, so one person going to speak out loud the positive meaning and the other one will speak out the negative meaning. Bạn thì sẽ giúp mình đọc nghĩa tích cực ở bên tay trái và tiêu cực ở bên tay phải. Đấy, thì bây giờ mình thử nhầm bạn nha. Cố lên, mọi người hãy cố gắng đọc to bởi vì chỉ có đọc to mới làm cho mình đỡ buồn ngủ và chúng ta có thể nhớ bài được thôi. Mình xin mời Honey, xin chào Honey nhé, mở mic cho mình nào. Và mình chưa thấy có bạn nào giơ tay mới nhỉ? Ok, có bạn nào giúp mình giơ tay thêm không? Ok, rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ đến với bạn tiếp theo là Honey này. Honey mở được mic chưa? Mình nhờ chị Joy nhé, chị Joy giúp mình ở bên tay phải. Xin mời Honey nào, cho mình câu đầu tiên. Tom là cái người rất hào phóng và hào phóng như thế nào? Đây là cái mình cần đây này. Là khi các bạn mô tả một người nào đó, đừng có nói là người ta hào phóng rồi để đấy. Họ hào phóng như thế nào? How? Là mình phải chịu khó mình đưa ví dụ ra. Đấy, thì các bạn chịu khó đây nào. One nào, đọc cho mình. Tom's really generous. He bought everyone in the pub in a drink last night. Ok, chị Joy cho em nghĩa đối lập với nó là sao ạ? Don't expect Tom to put any money in the collection. He's much too mean. Yeah, đúng rồi. Vậy cái mean và generous đối lập nghĩa với nhau. Number two, xin mời chị Joy đổi nghĩa cho em nhé. Chị Joy cho em number two nào. Glenn's very hard working. She never leaves the office until after 6 o'clock. Yeah, so honey, tell me the opposite meaning of hard working. Work hard working. Yeah, đối lập với cái hard working phải là cái người rất lười đúng không? Theo chị từ nào chị đối với cái number two đấy? I can't believe Emma's husband so lazy. He just sits and watches television all evening. Yeah, television. Thank you. Okay, honey, number three, please. Tina's very outgoing. She makes friends with everybody else in the class already. Yeah, so many choices. Lucy's very tense. I'm sorry, outgoing. A person who likes to talk to people. Bruno's so shy. Yep. I don't think he's spoken to any of the other students yet. Thank you. Number four, Mitchell. Brian's a very easygoing sort of guy. Nothing seems to worry him. Thank you. Okay, and what about Miss Honey? Chúng mình có đối lập với easygoing? Mình có từ gì? Lucy is tense. She always worrying about something or other. Thank you. And the last one, please, Miss Joy. Jack's such a cheerful little boy. I've never seen him in a bad mood. Okay. And in the opposite meaning, we have? I don't understand why he's so miserable. He never stopped complaining. Thank you. Cảm ơn chị rất nhiều. Và từ này là complaining. Chào ông tên biết số 2. Đúng rồi. Vậy thì hôm nay chúng mình đã... Vâng, cảm ơn chị ạ. Chúng mình đã có thể thấy được rằng là khi mọi người đọc to ra thì mọi người sẽ thấy là mình nhớ được bài hơn đấy. Và quan trọng nữa là sau cái bài tập này, mọi người sẽ học được một cái tip để cho các bạn nói tiếng Anh tốt hơn. Là khi nói một cái gì thì đừng có để người nghe họ cứ phải ngồi để đoán là vì sao cái người này generous, vì sao người này lại hardworking, mà ngay sau đó các bạn phải đưa cho mình example luôn để support cho cái ý mà các bạn vừa đưa ra. Đó, nên là các bạn lưu ý cho mình khi mà nói tiếng Anh nhá, thì hay đi phỏng vấn tiếng Anh thế thôi. Đừng có bảo là người ta, ông sếp ông hỏi là so can you describe yourself? Hoặc là ví dụ người ta bảo là if you were given 3 words, how would you describe yourself? Đây là một cái câu hỏi phỏng vấn rất là hay dọc. Là nếu như tôi cho anh 3 từ thì anh mô tả bản thân anh như thế nào? Đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ nếu như các bạn nói là wow, I am such a very hardworking person. Đấy, tôi là người rất là chăm chỉ. Thế thì bây giờ chăm chỉ như thế nào? Thì hộ mình một cái là cho thêm một cái câu nữa đi. Là vì sao? Tôi rất hay làm overtime hay là tôi là cái người mà luôn luôn phải là get my project done rồi sau đó mới về nhà hay như nào đó. Đấy, các bạn phải chịu khó là mở rộng ý nó ra thì làm cho cái người nghe họ cũng sẽ có nhiều thứ hơn để người ta hỏi bạn nhá. Cảm ơn mọi người ạ. Vậy thì đây là một trong những cái bài tập rất là quan trọng, không chỉ là trong phỏng vấn hay là trong speaking hàng ngày, mà nếu bạn nào có đi thi thì đây là cũng là một trong những cái từ vựng rất là hay cho các bạn. Thank you. Nào, và bây giờ chúng mình di chuyển đến phần tiếp theo. Number 3. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau đến với những cái cách để nói rằng ai đó họ quá thế nào đó. Họ quá thế nào đó thì bây giờ mình sẽ, thay vì nói là too much, thì mình có thể có những cách nào khác không? Mình sẽ có rất là nhiều bạn đã giơ tay mới ở đây đúng không? Thì mình thử nhờ bạn Mary nhá. Xin chào Mary, giúp mình nhá.
Ai quá là khiêm tốn ạ. Vậy thì quá thì mình sẽ nói nào em? Mở mic giúp mình. He's far too modest. Hello, xin chào Mary. Mary mở được mic chưa? Yes, Mary okay. Ok, rồi ạ. He's far too modest. Xin mời bạn nào. He's far too modest. Nói chung là far too cộng tính từ nhé. Anh ta quá thế nào đó. Vậy thay vì tiếp theo chúng ta có cách nói là anh ấy quá là nhu nhắc. He's much too shy. He's much too shy. Yeah, vậy thì far too hoặc là much too. Các bạn nhớ cách dùng nhé. Anh ấy quá là trung thành. He's much too loyal. He's much too loyal. Loyal, okay. Loyal. Anh ấy là một cái người biết phải trái đúng sai đấy. He's far too sensible. He's far too sensible. Yeah, sensible. Mọi người nhớ từ sensible nhé. Biết phải trái đúng sai là gì? Đó là từ sensible. Anh ta quá là tự hào về bản thân. He's much too proud. He's much too proud. Thank you. Anh ta quá thật thà. He's far too honest. He's far too honest. Từ này âm hát bị câm mình sẽ đọc là honest. Honest. Okay, honest. Okay, honest. Được rồi. Vậy thì đây chính là những cái từ vựng rất là thông dụng. Vậy thì bây giờ thử giúp mình với phần này. Chị sẽ điền gì ở đây ạ? Chúng mình đang có 6 cái câu đúng không? What about number 1? Can you help me to complete the first sentence? I think more. Took some money from my bag while we were out. Tôi nghĩ là Mark có lấy trộm tiền của tôi đấy. Thì chị sẽ nói là anh ta quá thế nào đó để anh ta sẽ không làm điều đấy đâu. Okay. They give me stitches that don't scare screens. Really, really. Oh, wow. It's my mistake. Sorry. Can you see it? Mọi người nhìn thấy chưa? Nhìn thấy screen chưa? Yes. Nào, vậy thì bây giờ chúng mình thử xem nhé. Mark took some money from my bag while we out. We are out. Vậy thì bây giờ mình sẽ thấy là cần phải điền cái gì ạ? Anh ta quá thế nào đó để làm cái từ đó? Anh ta phải quá thành thật. Anh ta thành thật đến nỗi mà không thể nào mà tôi nghĩ đến cái việc mà anh ta làm như thế được đâu. Vậy mình sẽ nói nào ạ? Much too loyal. Ok, vậy mình sẽ có cấu trúc đó là much too loyal. Mình sẽ dùng từ honest với từ này chị ạ. Tức là kiểu thành thật ý. Anh ta quá thành thật để làm những cái thứ như thế. Vậy chị giúp em nào. Chúng mình đọc lại nhá. No, he's far too honest. No, he's too honest to do a thing like this. Đúng rồi, ok, chính xác. Vậy thì các bạn xem nghĩa của nó như nào và mọi người điền đúng từ cho mình nhá. Cảm ơn chị Mary. Và chúng ta sẽ di chuyển đến phần tiếp theo. Cần nhiều cánh tay khác giơ lên để mình sẽ nhờ các bạn đọc nhá. Mọi người chịu khó lên đi, chúng mình giơ tay để mình phát biểu nào. Ở đây chúng ta xem có bạn nào ở đây không nhỉ? Để mình sẽ nhờ bạn tiếp theo nhé. Mình có bạn Đặng Phương. Ok, Đặng Phương có sẵn sàng để nói không? Mình mở mic cho Đặng Phương nhé. Ok, câu số 2, Phương ơi, em thử nhìn xem là cái nghĩa của cái câu này như nào và điền chỗ con thống trống được không? I'm still waiting for Lisa to say sorry for sending that fax to the wrong address. Tôi vẫn chờ Lisa để nói lời xin lỗi vì cô ta đã gửi sai cái fax đấy. Thế bây giờ mình sẽ phản ứng như nào với câu này đây nhỉ? Bạn Phương có ở đó không? Hello. Vậy thì có vẻ như là mình chưa thấy bạn Phương ra đây đúng không? Thế mình mở lại một lần nữa bạn Hannah nhé. Hannah giúp mình câu này được không ạ? Ok, Hannah mở mic cho mình nhé. Tôi nghĩ là cô ta quá là tự tôn về bản thân, quá là tự cao về bản thân mà không có muốn thừa nhận cái lỗi của cô ấy đâu. Mình sẽ nói sao ạ? She's too proud to admit everything her fault. Yeah, to admit anything's her fault. Chính xác ạ. Tiếp theo number 3 nhá. Jenny left a window open when she went out this morning. Anybody could have gotten. Jenny đã để cửa sổ mở đúng không? Và bất cứ ai có thể vào được. Mình sẽ nói là có phải chắc chắn là Jenny không? Bởi vì cô ấy là cái người biết phải trái đúng sai để cô ấy hành xử như vậy. Sensible. Sensible, chính xác. Sensible to do that. Thank you. Next one. What about number 4? Apparently, Amy asked Tom if he's like to go out tomorrow night. I don't believe you. She's too shy to ask. She's too shy, She's too shy to ask the boy out. Ôi quá là nhu nhát đúng không mọi người? Number 5. Julie got the highest mark in the class, but she didn't say a word.
No, she wouldn't. She's too. Okay. Cô ấy quá là gì ạ? Modest. Khiêm tốn. Chính xác đó là từ modest. Cô ấy quá khiêm tốn thì cô ấy khoe điểm cao đúng không mọi người? Và bây giờ mình sẽ đến câu cuối cùng nhé. I thought Martin was a good friend, but he's been telling everybody that I'm boring. Are you sure? Are you sure? Martin is too honest. Too loyal. Một cái người bạn rất trung thành đúng không? Too loyal. Yeah, too loyal. To say something behind your back. Khi ai đó mà nói cái gì đó sau lưng mình, tức họ nói xấu đấy mọi người. Đấy, vậy thì anh ta quá là trung thành để nói điều đó, tức là anh ta không làm điều đó đâu. Vậy các bạn có thể dùng để chúng ta mô tả về một cái người nào đó họ quá thế nào nhé. Cấu trúc là như vậy. Okay. So here comes the very last part of the vocabulary today. Đây là phần cuối cùng trong phần vocab. Mọi người có thể nhìn thấy trên màn hình, đây là phần Quizlet. Chúng ta chỉ còn tầm 5 từ nữa thôi để chúng ta kết thúc xong phần vocab và đến một cái phần game rất là hay. Mình nhờ mọi người hãy cố gắng cùng mình phần này nhé. Để xem nào, có bạn nào đó đã tiếp tục giơ tay không? Chịu khó mọi người giơ tay thêm nhiều đi. Có vẻ hôm nay mọi người ít giơ tay hơn mọi hôm đấy ạ. Mọi hôm thấy mọi người nhiệt tình lắm. Ở đây chúng ta có bạn nào đây nhỉ? Lucia, xin mời em. Chúng mình sẽ đến với câu này ạ. Tony không phải là người dạy nhạy cảm đâu. Cái người nhạy cảm trong tiếng Anh thì nói như thế nào? Em chỉ có đọc to nào. Tony isn't very sensitive. Yeah, sensitive, nhạy cảm ạ. Hung hăng, người rất hung hăng, chỉ thích nghỉ nhau thôi. Mark so aggressive. Yeah, aggressive, hoặc là cái người mà chỉ thích kiểu cãi nhau ấy mọi người. Tiếp ạ, luôn biết quan tâm người khác, một cái tính từ rất là hay. Simon's very thoughtful. Simon's very thoughtful. Thoughtful, chính xác ạ. Rất là hay quên mọi người ạ. Từ này rất là buồn, rất là hay, mọi người giúp mình này. He's so absent-minded. He's so absent-minded. Yeah, he's so absent-minded, okay? Không tự tin về bản thân mình. Joe isn't very self-confident. Joe isn't very self-confident. Yeah, self-confident. Tự tin về bản thân, đúng không? Luôn tự phụ thì sao ạ? He's so vain. He's so vain. Hoặc là mình có một cái từ big gì mọi người nhỉ? Vừa học xong em ơi. Big head, okay? Or he's much too proud. Luôn luôn tự tin về bản thân mình nhá. Tự phụ đấy. Vậy thì đây chính là những cái từ mà chúng mình đã học. Now, the very last exercise before we moving on to a really fun game. Đây là exercise cuối cùng mọi người nhá. Chúng ta hãy cố gắng để học từ mới. Sau đó thì mình di chuyển một cái game rất là thú vị. Cùng nhau xem với câu này ạ. Chúng mình sẽ đi phần matching cực kỳ nhanh. Mình sẽ có bạn Thuần Vũ họ mình cầm phần này được không ạ? Now, match the first part of these descriptions with the second part below. Người ta sẽ yêu cầu bạn nối từ 1 đến 6 đến phần A và F này nhá. Và các bạn khác giúp mình là mình sẽ cùng với bạn Thuần trong phần chat box để điền đáp án đúng được không? Thuần mở mic giúp mình. Mình đang ask to unmute đấy ạ. Em có nhìn thấy không? À, có vẻ như em chưa mở được mic hả? Cố gắng thử nhìn xem cái mic của mình mở được chưa em? Hello Thuần Vũ ơi, em có nhìn thấy cái yêu cầu unmute của mình không? Vẫn chưa à? Ừ, rồi ok. Thế thì mình thử nhờ bạn tiếp theo nhé. Let me see. Ở đây có một số bạn giơ tay mới rồi mà chưa nhìn thấy nhỉ. Chúng mình thử với Mary nhé. Charlie đi. Charlie hỏi mình câu này ạ. What about number one? Tom isn't very sensitive. Ok, so this one. Number four. Cái này dễ nhá. He's so absent-minded. Now, which He's one so to match? Absent-minded. She keeps forgetting where he's put things. Yeah, he keeps forgetting where he's put things. Vậy thì quên mất không biết để đồ ở đâu, có nghĩa là hay quên nhá. Thế bạn, yeah. Simon's very thoughtful. Thoughtful, biết quan tâm. Always worrying about what people think of him. No, not really. Okay. Luôn kiểu mua quà cho tôi, biết quan tâm cho tôi. Quan tâm, little present. Yeah, always buying me little present. Đó, vậy là rất là thoughtful nhá. This one now, Mark so aggressive. Aggressive. Keep into fight. Yeah, keep getting into fights. Thank you. Tiếp theo nhá. Now, what about this one? Joe so, is very confident. Very self-confident. Very confident. Looking at the mirror. Ah, is that right? Luôn luôn không tự tin nhưng mà không tự tin. Không tự tin.
Không tự tin or worry about people think. Worry about people think of him. Yeah, always worrying about people think of him. Luôn luôn xem nghĩ xem người khác nghĩ về mình như nào, người ta không bao giờ tự tin bản thân cả. Okay? Now he's so vain. So vain là tự phụ, mirror, soi gương. Yeah. Always look in the mirror. Lúc nào cũng nhìn vào gương và thán phục trầm trồ mình ấy. He's so vain. And the last one, Tom isn't very sensitive. Không có nhạy cảm lắm đâu. Mình sẽ nói sao? He always saying wrong thing. Yeah, always saying the wrong thing. Thank you. Vậy thì chúng mình đã nhìn thấy tất cả những cái bài này thì chúng mình đã đăng xong mọi người nhé. Và từ vựng hôm nay thì có vẻ hơi nhiều. Và các bạn đừng lo vì ngay phía sau này thì chúng ta sẽ cùng nhau thử xem là các bạn nhớ được từ vựng bao nhiêu. Bởi vì mình có một cái game rất hay. Hy vọng là các bạn sẽ nhớ được hết. Bởi vì ngay sau đây chúng ta sẽ áp dụng nó vào trong văn nói mọi người nhé. Nào, hãy cùng nhau thử xem có bạn nào muốn làm đội trưởng cho trò chơi lần này không ạ? I need two team leaders for the game today. This is called Mystery Box Challenge. Mình sẽ cùng nhau đến một cái box này nhé, xem là đội nào thắng nhé. Okay, so what about two team leaders of the game today? Let me just invite, let me see. Okay, Mia nhé, you are the leader of team number one. Can you unmute yourself? And we're having Hannah. Rồi, chúng mình có Mia và Hannah. Vậy thì hãy cùng nhau bắt đầu nhé. You ready? So Hannah, you are the leader of team number two. And Mia from team one. You ready? Now, okay. So this a really fun game, but I will show you later. Let's do a trial first. Bây giờ mình thử làm một cái trial cho mọi người hiểu cách chơi nhá. For example, now tell me which letter that you choose, Hannah? A. H, thank you. Now, he's such a, you need to complete it. Các bạn khác giúp mình hỗ trợ với Hannah đi ạ. Thử vào chat box xem bây giờ mình điền cái gì vào đây ạ. Cái người mà lười ấy mọi người. Mọi người nhìn vào phần chat box của mình nào, rất các bạn hỗ trợ. Cold potato. Yeah. Okay, tell me, Hannah, who is such a couch potato? Cái người như nào thì là cái người lazy. Lazy? And like to watch? And like to watch TV? Rất là lười và thích xem phim thôi. Potato. Rồi. Couch là ghế bành, potato là củ khoai tây. Củ khoai tây ngồi trên ghế bành là cái người rất là chỉ có lười thôi, chỉ thích xem TV thôi. Thì gọi là couch potato. Okay, so Hannah, if you get the first box right, then you have a right to choose that you keep the box or give the box to the first team. Bây giờ chị sẽ có quyền là chị giữ cái hộp này hoặc là chị sẽ đưa cái hộp này cho cái team còn lại. Nếu như chị giữ nhé. À, nếu như mà mở cái hộp này ra nó là điểm âm, trừ điểm. Còn nếu như nó mở ra là điểm dương thì đội chị sẽ được cộng điểm. Chị muốn giữ hay chị muốn đưa cái box đấy cho team kia? Keep the box. Keep the box. Okay, so you keep the box, right? Now let me just show you which one you get. Okay. So, yeah. Oh. Đội của chị được 50 điểm đầu tiên nhá, rất là tốt. Đấy. Chị có thể cho mọi người trong lớp số đề xem là hôm nay đề về bao nhiêu để keep the box rất tốt. Now you know the rule, mọi người hiểu cách chơi không? Nào và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đến với team của Mia. Hello Mia, tell me your choice. M. No, letter M. Okay, tell me your answer. Người hay quên. Tends to forget things. He's so absent-minded. If you like temporarily forget the answer, you can take a look at the chat box because a lot of people are here to helping you. Okay? Rồi cố lên nhá. Nếu em quên mất cái câu trả lời đừng lo, nhìn vào chat box ấy, mọi người đang giúp em đấy. Vậy thì absent-minded, a person who tends to forget things. Thank you. Okay? Vậy cái người quên nhá. So Mia, tell me, you want to keep or give the box? I want to keep the box. You want to keep the box? Tell me. Okay. Wow. Thank you. Wow. Oh, let me raise my tay. Xin mời chị Hannah. P. Okay. Now, he's such a. Okay. Cái người mà luôn luôn kiểu khinh thường người khác.
khinh thường người khác là từ gì? Không coi. Snob, snob. Chính xác, đó là từ snob, okay? He's such a snob. Nhưng cái từ này rất là thú vị nhá. Nó nếu như đứng im một mình ấy, nó có nghĩa cực kỳ tiêu cực. Nhưng nếu như chị đi với một danh từ khác thì nghĩa của nó lại thành tích cực đấy. Ví dụ như là chị là cái người rất là sành cà phê. Thì bây giờ chị mình sẽ cho cái từ cà phê và trước snob thì mình sẽ nói như nào? Coffee snob. Chính xác, he's such a coffee snob, tức là cái người rất là sành cà phê. Đấy, các bạn lưu ý cho mình nhá. Đây, cái từ snob này nếu đi một mình nó rất tiêu cực, nhưng nó chỉ cần đi với một cái danh từ khác, nó thuộc về kiểu ẩm thực các thứ ý, hay là sành về cái gì đó, thì nó lại mang nghĩa cực kỳ tiêu cực, à tích cực luôn. Thank you. So, tell me Hannah, you want to keep or give the box? Keep the box. Keep the box. Keep the box. So, wow. Congratulations, you got another 100 points. Oh, wow. Thank you. Now, what about you, Mia? Hello, Mia. Okay. Okay. Here we go. Wow. Somebody who's very relaxed and do not worry about things. Look at the thing. He's a very easy to get on. Very what? To... Easy what? So close. To get. Huh? To easy to get soft guy. Not too. Now look at the chat box. Look at the chat box. Easy going. Exact easy going. Tức là người thư thái, relax ấy mọi người. Kiểu chiêu chiêu ấy, chả lo gì cả. Thì gọi là easy going sort of person. Okay? Now keep or give the box? I keep the box. You keep the box? Okay? So, let me... The 200 points. Wow, thank you. What about you, Hannah? What? Q. Q, okay. So, Q. Now, tell me. A person that I find the person. Huh? Find the person. Find the person. Chính xác. Okay, okay, she's a person whom I like to be with. Cái người mà tôi rất là thích kiểu dành thời gian cùng ấy thì gọi là she's my kind of person. Đó, okay. Rồi, vậy cảm ơn chị nhá. Chúng mình sẽ cùng nhau thử xem. Ở trên chat box có bạn nào hỗ trợ được chị chưa nhỉ? Wow, rất là nhanh. Cảm ơn bạn Lucia và bạn Nguyễn Nhi đã hỗ trợ với chị Hannah. Hannah, tell me your choice, please. Keep the box. So, lần này mọi người kiểu mắt tay thật. Okay. Now, Mia, please. Letter. I. Okay. I. Please. So, I for you. I. Now, she's. Then. Such a special person. Cái gì nhỉ? Không nhớ thì nhìn vào chat box của cô nào. So much personality. That's so much personality. It's the right answer. Chính xác nhá. So much personality. Good job. Okay. Now, keep or give the box? I give the box. You keep the box again. Okay. So, let me... Okay, thank you. Vẫn tiếp tục được cộng điểm luôn. Không ai bị trừ cả. Hannah, please. Okay. Now... So Joe isn't very what is that? Do you remember the word? Chúng mình sẽ có từ gì ở đây ạ? Oh, okay. Mình có thể nhìn thấy là một cái người không tự tin bản thân ý. Có từ gì nhỉ? Self-confident. Yes, self-confident. Chính xác ạ, self-confident. Team 1 and 2 đây ạ. Mọi người muốn keep hay give đây nào? Keep. Still keep the boss, right? you're losing 300 points. Okay. Và tiếp theo mình sẽ đến với đội nào? One or two? Xin mời đội Mia nào. I choose the letter O. O, the letter O. Okay. She's very. Cái từ nào nhỉ? Bắt đầu bằng O ạ. Likes to be around people. Thích nói chuyện mọi người có từ gì em? Thôi rồi nào. Outgoing. Tiếng ồn từ đâu đấy nhỉ? Outgoing. Mình hỏi tiếng ồn từ đâu, mình có thể unmute bọn mình được không ạ? Ok, vậy là từ khu vực của Hannah mất rồi. Từ khu vực chị Hannah nhá. Vậy thì mình sẽ có từ gì đây Mia? She's very outgoing. Outgoing, chính xác. Outgoing. Đúng rồi, rất là kiểu thoải mái, hòa đồng, dễ nói chuyện đúng không nhỉ? Keep or give the box, please? I
keep the box. Keep the box, okay? Let me show you. Wow! 700 points. Impressive. Okay, and now, next one. Chị Hannah nào? F. Letter F, okay. Tuy nhiên thì khu vực của chị nó hơi ồn, có phải là nhà hàng xóm hát karaoke đúng không ạ? Thế thì mình sẽ xin phép unmute chị nhé. Mình sẽ nhờ bạn Charlie hỗ trợ cùng với đội số 2 của Hannah nhé. Xin mời Charlie, tell me, she's quite an extrovert. Chính xác, trọng từ 1 nhé. Extrovert, người hướng ngoại đúng không? Extrovert. Keep or give, please. Give. Give the box. The small choice. Wow. Give mà, đúng không? Give the box. Vậy là em đã làm sao? You prevent your team from losing 200 points. Congratulations. Yeah. Thank you. Okay, Samia, please. I choose the letter C. C, C. Okay, C for you. Oh, really funny. Likes to tell jokes. What is he? She's got a great sense of humor. Sense of humor. Rất là tốt luôn. Wow. Okay, rất là nhiều bài. Keep or give, please. Keep. Keep. Wow. Okay, so keep the box. Wow, 1,000 points. Charlie, please. D, please. D, D. Okay, D, this one. I find her such an annoying person. Người rất khó chịu ấy. She makes me feel annoying. A pain in the... In the what? In the neck. Yeah. In the neck. A pain in the neck. Đúng rồi. Ai đó là một cái vết đầu cổ, tức là người khiến cho mình rất khó chịu mọi người nhé. A pain in the neck. Thank you. Ok. Rồi, và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đến với phần keep or give, please. I keep the box. You keep the box. Okay. So, yeah. Let me show you. You're losing 500 points. Okay, mình cảm ơn mọi người. Chúng ta đã cùng nhau xem với phần này. Anyway, mình sẽ đi rất là nhanh bởi vì cũng không có nhiều thời gian ý. Thì mình có một phần luyện nói nữa. Thì mình nhờ mọi người đọc to cho mình phần G nhé. She's a terrible what? Cái người mà rất hay kiểu nói xấu sau lưng người khác thì có từ gì mọi người? A gossip. Gossip, exact. Terrible gossip. Okay. Now, what about this one? Chúng ta sẽ có một số những cái cụm từ vựng. Nói chung là mọi người cũng bắt đầu đi hết rồi đấy. Thế thì chắc là mình sẽ dừng cái phần vocab này ở đây một xíu nhé. Có thời gian hơn thì những buổi sau mình sẽ chơi nhiều hơn. Và bây giờ mình sẽ tập trung vào phần speaking. Đây là một trong những cái phần mà là phần thu hoạch của buổi học đấy ạ. Mọi người học nhiều một cái buổi nhưng mà các bạn có nói được hay không? Thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái phần thu hoạch nhé. Ok. Now, just wait me for a second. Chúng mình sẽ cùng nhau đến với phần chủ đề luyện nói của ngày hôm nay. Mọi người có thể thấy ở trên lớp chúng ta cũng không có nhiều thời gian để luyện nói. Nên là khi mà chúng mình có cái hướng như thế này rồi thì mình khuyên mọi người là về nhà các bạn dành thời gian để các bạn tự ngồi, các bạn tạo ra câu trả lời đi. Và chúng mình sẽ tự nói với phần luyện speaking. Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ cùng nhau share trên màn hình cho mọi người với phần PowerPoint nhé. Để chúng ta sẽ đến với chủ đề về neighbor, hàng xóm. Nhưng mà trước khi mà đến với chủ đề neighbor thì mình thử học một chút với từ vựng về cái chủ đề mình một xíu xem sao nhé. Ok. So, neighbor. Ok, lesson 5, neighbor. Chúng mình sẽ mở cái set này ra để mình học từ vựng mới đã. Ok. Just wait me for a second. Mọi người chờ một xíu nhé. Ok, where is it actually? Rồi. Mình cần phải lấy một cái Quizlet để cho mọi người học từ vựng thông qua cái này đã, sau đó thì chúng ta mới nói được nhá. Here we go. Đây rồi ạ. Sorry. Nào, bây giờ mình sẽ cùng nhau xem về phần này. Mọi người hãy cùng nhau học từ vựng với chủ đề neighbor cùng mình nhá. Trên màn hình đang là 9 từ vựng thôi. Để chúng ta học xong chúng ta nghe nó sẽ tốt hơn. Thì bạn nào đó hãy cùng mình giơ tay và đọc to được không? Chúng mình sẽ làm cái này rất nhanh nhé. Xin mời bạn Honey. Honey giúp mình mở mic nào. Ta có từ này ạ. Anh ấy sống ngay gần căn hộ của tôi. Vậy ngay gần căn hộ để nói nè. He lives next to my apartment. He lives next to my apartment. Cấu trúc he lives next to. Okay. Tôi lần đầu gặp anh ấy là cách đây khoảng 2 năm khi mà tôi có chuyển đến nơi này. I first met him when I moved to this apartment 2 years ago. I first met him when I moved to this apartment 2 years ago.
2 years ago, chính xác ạ. Ok, anh em luôn mỉm cười khi mà nhìn thấy tôi. He always smiles when he sees me. He always smiles when he sees me. He sees me, chính xác ạ. Tôi có tổ chức một bữa tiệc. I throw a party. I throw a party. Ok. Có một cái lần ấy, anh ta hát karaoke quá to khiến cho tôi thức cả đêm. Only once when he sang karaoke too loud, which kept me awake all night. Only once when he sang karaoke too loud, which kept me awake all night. Rồi, vậy thì có một cái hay đó là các bạn có thể thấy người ta dùng cái đại từ quan hệ which để nói rõ cho cả một cái mệnh đề phía trước nhé. Cái việc mà anh ta hát karaoke quá là to khiến cho tôi cảm thấy là mình phải thức giấc cả đêm. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng đã trao đổi với nhau vào cái ngày tiếp theo. We ended up talking to each other the next day. We ended up talking to each other the next day. The next day. Vậy cấu trúc ended up cộng verb ing tức là mình sẽ cuối cùng là kết cục là chúng tôi đã làm cái gì. Hãy cùng nhau di chuyển đến phần tiếp theo. Và từ đó trở đi thì anh ta không bao giờ hát karaoke vào đêm nữa. He never sang karaoke at midnight from then on. He never sang karaoke at midnight from then on. Okay. On. Anh ấy thường giúp tôi làm những cái việc vặt. He usually helps me run errands. Okay, rồi. But it usually helps me run errands. Run errands, tức là làm những việc vặt. Okay? Và nếu như anh ta có chuyển đi thì sẽ làm tôi rất là buồn. That will upset me if he leaves. That will upset me if he leaves. Thank you. Đó là những cái phần của... giúp mình unmute nhé. Có bạn nào mà đang ồn quá thì giúp mình unmute với. Hãy cùng nhau đến với phần bài nghe về neighbor. Mọi người cố lên nhé. Let me show you. Okay. How we can do with this listening exercise. Neighbor. Now listen and tell me the correct... Who is your neighbor? Missing word. My neighbor is a university student. He lives next to my apartment. Okay, so what is your answer? Mọi người hãy cùng nhau nghe và gõ vào chat box nhé. Who is your neighbor? My neighbor is a university student. He lives next to my apartment. Okay, so answer is that. Your answer is he lives next to. Chính xác. Anh ta sống ngay gần cái căn hộ của tôi. Vậy từ next to là chuẩn rồi mọi người nhé. What about the second question, please? Câu số 2 của chúng mình. Mọi người nghe và điền nhé. When? When did you become neighbors? Rồi, khi nào thì bắt đầu trở thành hàng xóm? I first met him when I moved to this apartment 2 years ago. Khi mà mình chuyển đến một cái nơi nào đó, cấu trúc là gì ạ? I first met him when I moved to this apartment 2 years ago. Mình sẽ nghe thấy cái từ met him, đúng không? Bởi vì người ta có phần nối âm đấy ạ. Met him. Moved to. Và cấu trúc moved to a place. Tức là chúng ta chuyển đến cái nơi nào đó. Và cụm từ chính xác là moved to. Các bạn dùng quá khứ đúng rồi nhá. Wow. Okay. The next question, how often? Bạn có hay gặp anh ta không? Is he friendly? Oh, okay. This question, is he friendly? Yeah, chúng mình đến câu hỏi này trước nhé. Yes, he is. He always smiles when he sees me. Anh ta luôn luôn cười khi mỉm cười khi thấy mà thấy tôi á. Vậy thì mỉm cười sẽ dùng từ gì ạ? Yes, he is. He always smiles. Chính xác ạ. Always smiles when he see me. Okay. Rồi. Thank you. And cái câu hỏi how often mọi người xem người ta trả lời nào. How often do you see him? Every day at the gate. Sometimes I invite him to my apartment when I throw a party. À, mỗi khi mà thỉnh thoảng tôi có tổ chức tiệc thì tôi có mời anh ta sang. Vậy là tổ chức tiệc chúng ta sẽ dùng cụm từ là throw a party. Yeah. Throw a party. Chuẩn rồi đấy ạ. Mọi người nghe tiếp nhé. Throw a party. Bạn có vấn đề gì với anh ta không? Cái này có thể kể ở quá khứ bởi vì là một lần anh ta khiến cho tôi kiểu mất ngủ vì hát karaoke quá là to. Do you have any problems with him? Only once when he sang karaoke too loud, which kept me awake all night. Rồi, vậy cấu trúc keep somebody awake, đúng không ạ? Awake tức là làm cho tỉnh giấc cả đêm. We ended up talking to each other the next day. Và cuối cùng, kết cục thì chúng tôi đã ngồi và trao đổi lại với nhau về vấn đề này. Ended up. And he never sang karaoke at midnight from then on. Từ khi đó trở đi trong tiếng Anh sẽ nói nào ạ? Đó là cấu trúc from then on. Đúng không? From then on. Mọi người rất là nhiều bài đúng không? From then on. Okay, the last one. Mình sẽ thử hỏi cái câu này ạ. Anh ta có hay giúp đỡ bạn không? Does he usually help you? Yes, he does.
He usually helps me run errands. Có chút rất hay đó, làm việc vặt quanh nhà. Ví dụ như là mình sẽ nhờ anh ta đi chợ hộ hoặc là trông nhà hộ, thì cấu trúc đó là run errands. Run errands là làm việc vặt. Đó là những từ rất là xịn sò, các bạn hãy học thuộc để chúng ta áp dụng nhé. Next one. Would you be sad if he moves to another area? Yes, of course. That will upset me if he leaves. Điều đó sẽ làm tôi buồn. Cấu trúc sẽ là that will upset me. Nối âm đấy nhá. Well, kết thúc là L, nó nối với upset, đọc là that will upset me if he leaves. Thank you. Đúng rồi. Vậy thì cụm từ ở đây đó là upset. Đó. Vậy thì hôm nay chúng mình đã học xong với những cái từ cụm hay để mình mô tả người rồi. Và phần cuối cùng của ngày hôm nay đó chính là phần speaking. Phần speaking này thì mình sẽ nhờ các bạn làm trong vòng khoảng tầm một vài phút tới nhá. Bởi vì mình biết là bây giờ cũng khá là muộn rồi. Nên là chúng ta sẽ cho mọi người cái thời gian để cho chúng ta luyện tập một xíu thôi. Xin mời, bây giờ hãy cùng nhau di chuyển đến khu vực về phần speaking. Mình sẽ gửi cho mọi người cái link ở đây và các bạn hãy vào nhé, giúp mình. Hãy vào và cho mình câu trả lời của các bạn ạ. Question number one. Who's your neighbor and what's he or she like? Cấu trúc hơn người ta hỏi là what's she or he like? Tức là anh ta là người như nào ạ? Đấy, các bạn phải dùng những cái tính từ để mô tả người để chúng ta sẽ nói. Đấy, đây là mình có thể hãy giúp mình áp dụng những cái gì mà chúng ta đã học để cho chúng ta thử xem sao nhé. Ok. Rồi. Mời cố lên. Rồi, có 12 bạn, 13 bạn đang gõ rất là tốt ạ. Câu hỏi thứ hai người ta hỏi là what's his or her good side? Điểm tốt của anh ấy là gì? Thì khi mà người ta hỏi điểm tốt là gì thì như mọi người nhớ nhá, chúng ta nên đưa ra một cái tính cách tốt và mình hãy kể một câu chuyện để mô tả cái điều tốt đó. Ví dụ, he helps me run errands around the house. Anh ấy giúp tôi đó là làm việc vặt. Vậy cái việc vặt đấy là gì? Ví dụ như là một hôm thì tôi có về quê và anh ta đã giúp tôi trông coi nhà cửa, hay là có một lần là tôi nhờ anh ấy mua hộ trong lúc thấy anh ta đi siêu thị thì tôi có nhờ anh ta là mua hộ tôi một cái mớ hành gì đó, thì anh ta cũng rất là sẵn sàng để giúp. Thì đấy, đấy chính là cái điều để cho mình mô tả rằng anh ta là cái người luôn luôn cố gắng giúp đỡ hàng xóm. Ok. Vậy thì câu trả lời đầu tiên đã được đưa ra ở đây là my neighbor is a student. Có bạn nào đang biết đấy phải có tên chứ, mình ghi vào cho mình nhá. My neighbor is a student. Ok. Và she is mình sẽ học rồi đúng không? Such a, ok, easy person, okay, such a cheerful sort of person. Thì cấu trúc đó là khi mà mình nói là cô ấy là cái người như nào thì thay vì nói là she's cheerful thì mình có thể nói là she's such a, okay, cheerful sort of person. Đấy, thì cấu trúc là như thế. Thì các bạn hãy học rồi thì các bạn chịu khó viết vào cho mình. Rồi, mình có thể nói là hàng xóm của tôi là một cặp vợ chồng trẻ, có một em bé nhỏ chẳng hạn. Các bạn có thể viết ra nhé. À, bạn Charlie có nói là my neighbor is an old guy. He always snaps. Okay, snap là một danh từ em ạ. Thì mình có thể nói là he's such a, okay. Okay, he's such a snob. Anh ta là một cái người mà gì ạ? Không bao giờ coi, không lúc nào hay coi khinh người khác đúng không? He's such a snob. And aggressive person. Là một cái, an aggressive guy. Okay, guy dùng rồi thì mình có thể nói đó là gì ạ? Person. Because he has a lot of money. He has a lot, okay, of money. Rồi, vậy thì cụm từ bạn ấy cũng biết khá là tốt, bắt đầu dùng từ ổn rồi đấy ạ. Bạn Sugar có biết là she's an officer in a pharmaceutical company. Cái từ này rất hay mọi người nhé. Pharmaceutical tức là công ty về dược phẩm ấy mọi người. Pharmaceutical. Từ này nó xuất phát từ cái danh từ pharmacy, tức là quầy dược phẩm. Các bạn đấy, mọi người dùng từ này rất là tốt. Và officer, thật ra từ officer này rất là khó em ạ. Bởi vì ví dụ như là gì? Cô ấy là nhân viên bán hàng hay là nhân viên chăm sóc khách hàng, em phải nói rõ ra. Ví dụ she's an gì ạ? Mình đoán là em muốn nói là cô ấy là nhân viên hành chính đúng không? Thì em có thể nói là administrator. Administrator officer. Đó. Đấy là cái vấn đề mà từ ngày xưa mình gặp phải. Các bạn có nhớ cái hồi cấp 1 mình học không? My dad is a worker. Cô giáo cấp 1 toàn dạy mình là bố tôi là một cái gì ạ? Công nhân, đúng không? Nhưng vấn đề là bây giờ cái worker ấy nó rất là chung chung. Mình phải nói là bố mình là công nhân, là công làm nhà máy, hay là bố mình là một cái người mà mình làm ở văn phòng,
Ví dụ nhà máy thì phải là factory worker. Hay là nếu như nhân viên văn phòng ấy thì phải nói là gì? Office worker. Nó phải như thế cơ. Chứ các bạn đừng có nói chung chung là officer này rất là khó. Mình phải nói rõ ra. Hay là administration, sorry. Ok. Tiếp theo mà mình có thể nói là nếu như là nhân viên bán hàng thì gọi là sales officer, đúng không? Nhân viên chăm sóc khách hàng thì là customer care officer. Nó chia làm cụ thể như thế cơ mà. Chứ mình không có chung chung được đâu em ơi. Ok. Pharmaceutical, hình như là cái này đang bị viết sai chính tả bởi vì thiếu chữ C. Ok. She's such an outgoing person. Đúng rồi. It's a doctor. Ok, it's a banker. Ok. Banker. Cái từ banker này thì nó thiên về kiểu cái chức vụ nó cao hơn một xíu em ạ. Ví dụ như là nếu như là nhân viên kiểu gọi là giao dịch các thứ ấy, thì người ta sẽ có xu hướng là bank teller em nhé. Tức là mình xem lại cái nghĩa của từ banker xem sao. Mình thấy từ banker này người ta sẽ dùng với cái nghĩa ở cái mức chức độ cao hơn thì phải. Ok, vậy thì ở đây mình có rất là nhiều phương án đưa ra rồi đấy. Mọi người làm khá là tốt. Ok, có một bạn ở đây đã nói luôn cho mình. Phần này chúng ta chỉ chia sẻ chung chung thôi. Hàng xóm của mình là ai? Và cô ý là người như thế nào? Thì ở đây mình có thể thấy là hàng xóm của mình là dì của mình luôn. Cô rất là biết quan tâm người khác, thoughtful. Và she often helps me to take care of my mom when my mom was sick. Ok. Okay, khi mà mẹ tôi bị ốm thì dì đã giúp mình chăm sóc mẹ. Bạn có thể nói thêm vì sao? Bởi vì khi mà mình làm sao đi? Bởi vì mình bị mình đi làm xa, đi học xa nên mình không ở nhà chăm sóc được đúng không? Because I am away from home. Đấy, for my work and for study gì đó. Đấy là cái câu trả lời đầu tiên. Mọi người làm khá là ổn. Chúng mình sẽ đến với câu hỏi số 2. Có một cái vài lựa chọn được đưa ra. Đó là cái điểm tốt của cô ấy là gì? Thì mình có thể nói, ví dụ Mia. Mia ở đây thì bạn ấy có một cái đặc điểm là bạn ấy biết cách mở rộng ý bằng việc đưa ra ví dụ rồi. Thì nhưng mà trước khi mà em đưa ra ví dụ thì em phải nói là cô ấy là cái người như thế nào. Thì em nên nói rõ là gì? Her good side is that she's a generous person. Cô ấy là cái người rất là hào phóng. Hào phóng ở cái chỗ là luôn luôn đem cho chúng tôi những hoa quả mà mỗi khi mà cô ấy về quê chẳng hạn. Đấy, thì em phải nói rõ ra là cô ấy là người như nào đó rồi em mới mở ý ra hậu mình nhé. Bạn Charlie thì có nói rằng là ok phải rất là khó để cho tôi để tìm được một cái điểm tốt của anh ấy đúng không? Ok rồi, vậy thì mình có thể thấy rằng anh ta không có điểm tốt gì lắm đúng không? Anh ta cũng không hẳn là một cái người quá là thoughtful, không hẳn là người quá là biết quan tâm đến người khác. Chỉ có một lần duy nhất là anh ta không hát karaoke khi mà tôi ngủ trưa. Phần này thật ra thì mình nghĩ là mình nên trả lời thẳng vào vấn đề. Đó là gì ạ? Mình có thể nói là I don't really think that he got any good side. Anh ta không có một cái điểm tốt nào để tôi có thể nghĩ được. Và mình cũng không phải là cái người quá là thoughtful đúng không? Ok, vậy thì hàng xóm của mình không phải là cái người tốt nên đôi khi mình cũng rất là khó để có thể nói về điểm tốt của anh ấy hoặc cô ấy. Bạn Lily có nói là she's such an extrovert person, là một cái người rất là hướng ngoại. Và một cái ví dụ được đưa ra là cô ấy có rất nhiều bạn bè. Thank you. Ok, vậy thì mình có thể thấy rằng là các bạn đã bắt đầu biết viết bài rồi đấy. Như bạn Sugar này, bạn biết là cái cô ấy hàng xóm là rất là người dễ, rất là tốt bụng và biết quan tâm. Bởi vì thỉnh thoảng thì tôi có đi về nhà muộn và cô ấy có để lại cho tôi bữa tối. Ok, rồi. Vậy thì mình có thể nói đó là gì ạ? She leaves dinner for me à? Mình có thể nói là she fixes me. Ok, fixes tức là cô ấy có chuẩn bị nhé. She fixes me, ok, some dinner. Ok, she fixes some dinner for me. Cô ấy có đã chuẩn bị cho tôi bữa tối, là khi mà tôi về muộn thì tôi không phải nấu ăn. Đấy, là một cái điểm hay. Thế còn một cái điểm mà bạn không cảm thấy thích ở của anh ta là gì, đúng không? Thì mình có thể nói đó, có một cái cách rất hay để khi mà trả lời câu hỏi này để mình không bị kiểu quá là mình quá là hơi thôi, thì mình sẽ nói rằng là anh ta, ok, nhìn chung là một cái người tốt đúng không? He generally a kind person. Ok, nhìn chung thì anh ta là cái người rất là tốt.
Và mình có thêm một cái từ nữa là but. Tuy nhiên, đấy, tuy nhiên thế nào thì mình nói ra. Là thỉnh thoảng thì anh ta khá là thế nọ thế kia. Sau đó thì mình kể câu chuyện vào mọi người nhé. Ok, rồi vậy thì hôm nay chúng mình đã có xong với phần này. Thì mình hy vọng là các bạn đã hiểu được cái cách thức để chúng ta mở ý và trả lời và áp dụng những cái gì đã học trong bài để cho mọi người có thể trả lời được cái câu nói về việc mô tả người. Thì ở đây có cái câu số 2, bạn than phiền điều gì về anh ta này. Câu số 3, bạn có gặp vấn đề gì với anh ta không? Thì các bạn có thể về nhà giúp mình là chúng mình trả lời nốt nhé. Bài tập về nhà của chúng ta là các bạn xem lại với từ vựng của chủ đề về Describing People và làm cho mình phần duet của Taylor Swift mình vừa show cho các bạn vào đầu giờ. Ok. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hôm nay chúng mình sẽ kết thúc buổi học ở đây. Hy vọng sẽ gặp các bạn vào 4 giờ chiều của hôm thứ Bảy tuần sau. Hy vọng là các bạn sẽ sau mỗi buổi học này các bạn cũng tích góp được một cái lượng từ vựng nào đó cho bản thân mình. Bởi vì quan trọng trong phần speaking đó là mình sẽ cần phải có một cái lượng từ vựng đủ lớn theo nhiều chủ đề. Thì mỗi khi mà vào chủ đề nào mình cũng có thể nói được ấy. Mọi người hình dung được không? Và bạn nào mà có đi thi những kỳ thi speaking ấy, thì lúc nào là cũng có một cái phần, một cái category để đánh giá. Đó là phần lexical resources, tức là cái phần mà nó đánh giá mình về cái từ vựng thông qua chủ đề. Là cho dù có học speaking hay cho dù có học để đi thi chăng nữa, thì phần từ vựng vẫn là rất là quan trọng. Phải có từ vựng thì mình mới có thể là triển khai ý tốt cho các chủ đề được ạ. Okay. Mọi người hãy cố lên nhé. Và đừng quên rằng là cái này nó không chỉ phụ giúp trong các phần luyện nói hàng ngày, mà các bạn có đi phỏng vấn xin việc thì cái việc mà mô tả về tính cách của mình cũng rất là quan trọng. Thì các bạn hãy nốt lại những cái gì cảm thấy là phù hợp với cá tính của mình để chúng ta áp dụng vào trong những cái buổi phỏng vấn nếu cần. Thank you, cảm ơn chị Hòa, cảm ơn chị, cảm ơn Charlie và mọi người vì đã học với mình buổi học ngày hôm nay. Hy vọng là các bạn sẽ làm bài tập đầy đủ nhé, đã bài lên trên nhóm để mình sẽ vào và nghe nhé. Thank you guys and have a good weekend. I'll see you next week. Bye. Ok, tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều. Thank you. Ok.